chụp ảnh với hoàng hôn á. Ở đây chúng ta có một cái bến cảng tàu quốc tế nữa đó. Bây giờ có thể là đó là cái nhà chụp. Đây là bến tàu chúng ta đi bốn đảo. Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2022. Thì hiện tại bây giờ là mình đang ở tại thành phố Phú Quốc. Trong buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà về quang cảnh ở tại thành phố Phú Quốc nha. Thì đây là cái đoạn đường mà chúng ta vào trong thành phố Phú Quốc. Chúng ta đã tới ở chỗ này là chỗ phường Dương Tơ ở tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thì để chúng ta vào trong phường Dương Đông, có thể nói là một cái phường huyết mạch trung tâm ở tại thành phố Phú Quốc đó cả nhà. Nằm ở phường Dương Đông á, thì chúng ta sẽ qua phường Dương Tơ này đó, hoặc là chúng ta cũng có thể đi ngược lên cái hướng Bắc rồi ngược xuống thì nó hơi xa hơn. Tại vì mình đi theo cái bến phà An Thới á, là bến phà xuất phát từ Hà Tiên á, thì tới phường Dương Tơ này khoảng 10 km. Tới Dương Tơ này chúng ta chờ hẳn tí nữa khoảng chừng 2 km thì chúng ta sẽ tới phường Dương Đông, là cái phường trung tâm ở tại thành phố Phú Quốc. Thì mình cũng muốn chia sẻ với cái nhà về cái đoạn đường ở tại phường Dương Tơ này. Tại Dương Tơ này bán đồ cũng rất là đông khách nha cả nhà. Những người dân mua bán ở tại Phú Quốc ở tại phường Dương Tơ này cũng đông không kém gì ở phường Dương Đông đâu. Nhưng mà ở phường Dương Đông thì tập trung về những cái điểm đặc trưng nổi bật á, thành ra là đa số là những cái khách sạn, resort, hotel thì tập trung ở phường Dương Đông là nhiều. Thì ngày trước ở đây thì gọi là thị trấn Dương Tơ hoặc là thị trấn Dương Đông, nhưng mà sau khi mà thành Phú Quốc đã lên thành thành phố biển đảo Ngọc Phú Quốc thì bây giờ những cái chỗ thị trấn đã lên phường hết rồi, còn huyện Phú Quốc thì đã lên thành phố Phú Quốc. Cả nhà thấy thì ở phường Dương Tơ này á, nói chung thì cũng rất là giống về những cái quang cảnh của ở miền Tây thôi. Về những cái mua bán, ví dụ như tạp hóa nè, cơm nè, gạo nè, nước giải khát nè. Nói chung thì không có khác biệt nhiều lắm đâu cả nhà. Nhưng mà thật sự thì mình muốn chia sẻ với cả nhà về cái cảnh quan của những người dân mua bán ở tại Phú Quốc trong cái buổi chiều ngày hôm nay là ngày thứ bảy nè, để cả nhà có thể cảm nhận chung với mình về cái quang cảnh của thành phố Phú Quốc thay đổi ra sao ở trong hai cái điểm mà nổi bật nhất ở trong trung tâm cả nhà ha, phường Dương Tơ và phường Dương Đông. Thực sự mà khi mà đến với thành phố Phú Quốc này mà mình không có quay chia sẻ được với nhà về quang cảnh thì đó là một cái thiếu sót của mình. Mình không muốn thiếu sót như vậy, thành ra là mình quyết định là quay chia sẻ với cái nhà về cái đoạn đường cũng như là quang cảnh mua bán của người dân ở hai phường này. Nhưng mà mình sẽ tập trung nhấn mạnh vào ở phường Dương Đông nha cả nhà. Phường Dương Tơ này thì mình cũng quay nhưng mà không có quá kỹ hơn, tại vì trong phường Dương Đông thì có những cái ngã quẹo thì chúng ta hãy đi qua những cái ngã quẹo đó. Phường Dương Tơ thì đa số chỉ bán ở hai bên lề đường thôi. Cái nhà thấy là bún cá này ha, cơm phần này, cắt tóc này, điện lạnh nè, bún bò thẩm mỹ, nói chung là có đầy đủ hết. Những tiệm tạp hóa nè, những quán nhậu nè, nhậu 30.000 nè, cháo hào, đậu gà,
đang dạo sửa xe, rửa xe, giặt sấy, cửa hàng nhôm sắt đó, đều có đầy đủ hết nha cả nhà. Cả nhà có thấy là hoàn toàn giống như là một cái địa phương ở tại miền Tây không ạ? Thì thật sự là như vậy luôn đó. Có điều là cái mức giá ở bên đây thì nó hơi nhỉnh hơn ở bên đất liền một tí, là mình cũng đã từng chia sẻ là khoảng chừng 5-10 ngàn một món ăn, có chỗ thì khoảng 15-20 ngàn tùy theo cái khu vực, thì nó cũng khá là hợp lý thôi. Tại vì ở đảo Phú Quốc này muốn vận chuyển nguyên vật liệu mà từ đất liền ra đây thì phải thông qua những con phà, chiến phà từ Hà Tiên, mà những chiến phà đó thì mỗi lần qua đây là khoảng chừng 2 tiếng rưỡi tới 2 tiếng 40 phút. Chiến phà nào mà vắng vắng mà ít xe chạy nhanh hơn tí thì khoảng chừng 2 tiếng 20 phút hoặc 2 tiếng 10 phút. Nhưng mà cái chi phí mà để đi qua đây thì nó cũng, nếu mà gom một lần đi nhiều thì nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà nếu mà đi rất ít thì nó cũng khá là cao, tầm như là khoảng trên 2 triệu cả nhà, đối với những cái xe tải mà chở hàng nhiều á. Đây có một showroom như thế, sàn nhựa. Mình thì không biết từ đó giờ có ai quay chia sẻ với nhà về toàn cảnh ở hai cái khu vực mà chủ chốt ở thành phố Phú Quốc không ạ? Nhưng mà mình một khi mà mình đã thấy thì mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà để cả nhà cũng được biết chung với mình đó, để cả nhà có thêm kinh nghiệm. Những nhà hàng bamboo, tre xanh, cầm đồ nè. Cái đoạn đường mà chúng ta đi từ phà Thạnh Thới mà vào trong phường Dương Đông á, thành phố Phú Quốc á, là có tạo hình những cái mỏ neo nè cả nhà. Còn ở đây thì khu vực này thì đã tạo hình những cái bình đối với những cây xanh. Vậy là chúng ta đã tới đường 30 tháng 4 phường Dương Đông rồi đó cả nhà. Đường 30 tháng 4 là một trong những cái đoạn đường có thể nói là huyết mạch ở tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Gần như là ở đây là tập trung về những cái quán ăn, những cái quán uống, những cái quán nhậu, về những cái quán cà phê, đồ là đều tập trung rất là nhiều cả nhà. Cả nhà thấy là những hoàn cảnh khó khăn cũng có khá là nhiều ở tại thành phố Phú Quốc. Mới đầu thì mình cứ suy nghĩ rằng là những hoàn cảnh khó khăn sẽ không xuất hiện ở đây. Thì đa số những người có thể đi ra được Phú Quốc thì họ sẽ có một cái chi phí đúng không ạ? Nhưng mà khi mà ra đây rồi mình thấy những hoàn cảnh mà khuyết tật, lớn tuổi nè, lùm ve chai đồ cũng rất là nhiều, như là đất liền vậy đó. Nó không có phải là ai cũng khá hết kia nha. Đó là cảm nhận của mình. Chuẩn bị mà tới trung tâm rồi nè cả nhà. Cả nhà càng thấy mà chúng ta càng vào trung tâm thì càng đông đúng không ạ? Rồi chúng ta tới khu vực này thì chúng ta sẽ có hai một cái bảng. Một là chúng ta dành hẳn ha, hơi nghiêng về bên trái là đường 30 tháng 4. Hai là chúng ta quẹo phải thì sẽ đi đến đường Hùng Vương.
Thì chúng ta đi tuyến đường nào cũng được, nếu mà chúng ta quẹo phải thì chúng ta sẽ đi vòng lên hướng phía bắc cái nha. Chúng ta chạy thẳng hơi nghiêng về bên trái thì cũng có lên nhưng mà nó hơi quanh co hơn tí. Đây là đường 30 tháng 4 nè, đây là đường Hùng Vương nè. Đường Hùng Vương thì cũng mua bán cũng khá là nhiều nhưng mà không có đông bằng đường 30 tháng 4 đâu cả nhà. Đó là chúng ta đang ở đường 30 tháng 4, tuyến đường huyết mạch ở tại thành phố Phú Quốc, ở tại phường Dương Đông. Sau mà 3 ngày mình ở Phú Quốc thì đến nay thì có thể nói là mình cũng khá là nắm được cái tuyến đường rồi cả nhà. Thường thường là cái tuyến đường này là buổi sáng là cả nhà thấy mà xe mà đậu mà những cái quán ăn đó là dày đặc luôn á. Ở thành phố Phú Quốc này được một cái là cả nhà đậu xe á, nếu mà có đậu ở dưới lề đường á cũng ăn uống gì xong rồi chúng ta đi á, thì chúng ta cũng không có bị phạt. Nói chung là cái nền giao thông ở đây mình thấy là đa số là nhường nhịn nhau rất là nhiều. Với lại ở bên địa phương mình thấy cũng tạo điều kiện để cho người dân mua bán á, tại vì cái nhà thấy là lề đường nên nó không có rộng, đúng không ạ? Cái nhà có thể thấy là những chiếc xe đỏ đỏ mà đây là những chiếc xe mà chở khách ở tại những cái khu mà resort lớn á, thì những chiếc xe đó sẽ chở khách ở trong resort tham quan ở tại thành phố Phú Quốc, ở các địa điểm nổi tiếng về ăn uống, điển hình như là chợ đêm là đầu tiên nè cả nhà, gần như là rất là đông vui vào buổi tối. Thì bây giờ đã là 17:44 rồi. Trong cái clip mà buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà về quang cảnh ở chợ đêm Phú Quốc cả nhà ha. Một trong những cái khu chợ hay còn gọi là chợ đêm Vinh Cậu á. Tại vì nó nằm sát bên Vinh Cậu thôi. Mà Vinh Cậu là một cái địa điểm rất là đẹp và một cái nơi thờ tự của bà con ngư dân đi biển ở Phú Quốc từ thời xa xưa. Khách sạn đồ là dày đặc ở trên cái tuyến đường này luôn nha cả nhà. Karaoke đồ vân vân. Cả nhà mà chỉ cần mà rớt khoảng tầm 6:30 thôi là cái tuyến đường này là xe hơi đậu bích chịch luôn, thậm chí có thể là kẹt đường luôn cả nhà. Bây giờ thì thời điểm này cũng chưa phải là quá đông, nhưng mà mình muốn chia sẻ với cả nhà trước về cái quan cảnh mà của người dân mua bán á. Bún cá, phở, bò kho, bún bò Huế, mì xào, cơm chiên, vân vân. Khi mà cái nhà ở thành phố Phú Quốc thì gần như cái nhà cầm 20.000, cái nhà không thể mua được gì đâu. 25.000 thì chắc cũng rất là khó để kiếm một cái món đồ ăn đó. Đa số là phải từ 30.000 trở lên nha nhà. 30.000 là gần như là cái giá mà mình thấy là thấp nhất đó. Những cái quán nhậu rồi cũng rất là nhiều, những quán nhậu hải sản tươi sống rồi. Hải sản tươi sống ở tại Phú Quốc thì thật sự đúng là tôm với mực, chủ yếu là mực cả nhà. Mực là rất là tươi, tôm thì cũng tươi, nhưng mà sao mình có cảm giác là ở tại Hà Tiên thì mình cảm giác là mình ăn nó lại ngon, nó tươi hơn, mình không biết như thế nào nữa. Có thể mình ăn không đúng quán hay sao đấy. Chúng ta cũng có những món như là bún kèn nè, đó ở cái trên đoạn đường này, đó, bún quậy nè, những cái món đặc trưng ở Phú Quốc. Cái nhà thấy thì chúng ta gần tới khu vực mà chợ đêm á, thì cái mật độ mà xe thì càng lúc càng đông phải không ạ? Đây thì cũng chưa có là gì so với buổi tối đâu nha cả nhà. Bún mắm nè, cái nhà thấy bún mắm nè ha. Thuốc tây nè, bán ga nè, bánh kem nè, cơm tấm nè,
Chúng ta đã tới đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ này là khu vực chợ đêm nha cả nhà. Tối tối tí nữa thì mình sẽ dắt cả nhà đi chợ đêm nha, tại vì bây giờ cũng còn hơi sớm. Đây khu vực chợ đêm của chúng ta. Bây giờ bắt đầu lên đèn khá là đẹp rồi cả nhà. Nhưng mà cái lượng khách mà đông nhất thì mình thấy tầm khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ trở lên thì mới đông nhất. Đây chúng ta cũng đang ở đường 30 tháng 4 đó. Đây chúng ta chạy thẳng ra, vậy là cái khu vực mà bến tàu mà để cả nhà đi ra bốn đảo ở tại Phú Quốc á, những cái đảo mà lân cận á, thì cả nhà có thể đón từ cái bến tàu này hoặc là đón từ cái bến tàu phía bên phường An Thới ha. Phường An Thới thì nằm ở khu vực ở dưới phía nam á của cái bản đồ Phú Quốc. Đó, bên trái là khu vực Chinh Cầu mà mình có giới thiệu với cả nhà về cái clip trước. Cái nhà muốn chụp ảnh với hoàng hôn á thì đây chúng ta có một cái bến cảng tàu quốc tế nữa đó, đó là cái nhà có thể ra đó để cái nhà chụp. Đó, đây là bến tàu chúng ta đi bốn đảo nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng đi chợ Dương Đông nha. Chợ Dương Đông thì nằm ở khu vực này, mình sẽ chia sẻ với cả nhà đây. Đây là cầu Nguyễn Trung Trực. Chúng ta qua cầu Nguyễn Trung Trực này thì chúng ta sẽ tới chợ Dương Đông. Cũng chia sẻ nhẹ nhẹ về cái quang cảnh mua bán của người dân ở chợ Dương Đông ha cả nhà ha. Mặc dù là cái trung tâm nằm ở chợ đêm bên kia thì mới đông đúc, mà buổi chiều tối, buổi sáng thì gần như là khu vực đó chỉ là để đậu xe thôi cả nhà. Cầu Nguyễn Trung Trực nè. Khi mà chúng ta đứng trên đây thì cả nhà thấy được cái số lượng mà tàu đi biển nè, ở dưới rất là nhiều đúng không ạ. Đó là nét đẹp của bên chợ Dương Đông cả nhà ha. Rồi chúng ta hãy cùng tiếp tục đi tham quan ở chợ Dương Đông cả nhà. Thì khu vực bên đây cũng là khu vực chợ Dương Đông nè cả nhà. Chợ Dương Đông Phú Quốc, cả nhà thấy cái chữ màu xanh xanh không ạ? Thì đây mới chính là cái khu vực mà chợ trung tâm của Phú Quốc là nằm bên đây. Bây giờ mình mời cả nhà cùng đi một vòng ở phía bên ngoài ở chợ Dương Đông trước nha. Rồi sau đó để mình thử cho mình chạy vô trong chợ được hay không, tại vì bây giờ buổi chiều á, thành ra cái số lượng mà người dân đi chợ đông lắm. Cũng không biết là mình có thể là chạy được vào hay không.
nhà thấy quá là đông vui ở khu vực bên chợ Diên Đông thôi mà. Buổi sáng là cũng đông đúc như vậy nha cả nhà. Còn ban đêm thì đông nhất thì ở chỉ có bên khu vực chợ đêm thôi. Đây chúng ta cũng có một cái ngôi tự Hưng Quốc tự. Cũng rất là bự và lớn ở bên phần chợ Dương Đông này. Đây là đường Nguyễn Trung Trực nha cả nhà. Chúng ta qua cầu Nguyễn Trung Trực thì chúng ta sẽ đến đường Nguyễn Trung Trực. Bò né, quần áo, gà rán, khoai tây. Nói chung là đầy đủ hết. Chúng ta cũng có một trường học cấp 2 Nguyễn Trung Trực. Rồi chúng ta quẹo qua đây. Không biết là có anh chị em cô chú bác nào mà xem video của mình mà ngày xưa đã từng ở Phú Quốc hay là mới từng ở Phú Quốc đây không ạ? Nếu có thì hãy comment góp ý giúp cho mình ha, về cái quan cảnh của Phú Quốc thay đổi ra sao sau một thời gian mà anh chị em cô chú bác không còn ở đây nữa đó. Đây là đường, cũng là đường Nguyễn Trung Trực luôn. Thì mình chỉ quay về những cái tuyến đường chính thôi nha cả nhà. Thật sự thì ở tại thành phố Phú Quốc thì cũng rất là nhiều cái tuyến đường nữa. Mà những tuyến đường nào mình cảm thấy là đông du khách cũng như là bà con đi nhất thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà. Thì cũng có những cái đường nhỏ nhỏ như vậy để chúng ta có thể là chạy qua. Cháo đậu nè, bánh ép Huế, bánh bột lọc, dán keo xe, chụp ảnh, cửa ảnh, hotel. Hotel thì cái đường này nó không có nhiều như cái đường 30 tháng 4 hồi nãy đâu nha cả nhà. Đường Nguyễn Trung Trực này thì ít hơn. Hoa tươi nè, cầm đồ. Đường của nó là đường Hoàng Văn Thụ quá cả nhà. Còn cả nhà muốn ăn cơm tấm là cả nhà đi đường này là đúng luôn á cả nhà. Đó, cũng khá là nhiều chỗ bán đó. Đường Nguyễn Trung Trực, cơm tấm đêm, cái cây nè, bông nè, rất là nhiều.
shop thời trang, cháo chả, bò, bía. Phở bò. Đường bên đây là đường Hùng Vương nha cả nhà. Đây cũng khá là nhiều tiệm tạp hóa này. Và đường Nguyễn Trung Trực đó. Khúc này thì đường hơi nhỏ lại rồi. Vắng rồi cả nhà ơi, ra ngoài tí rồi. Rồi thôi chúng ta vô trong thành phố thôi. Mình sẽ chia sẻ đây với nhà về cái khúc mà chỗ vòng xoay ở chỗ đổ dốc cầu xuống vòng đường Nguyễn Trung Trực đó. Còn cái khu bên kia chúng ta chưa đi nha. Mình đã quay lại chỗ vòng xoay ở chỗ mà vừa đổ dốc cầu Nguyễn Trung Trực đó cả nhà. Thì bây giờ chúng ta hãy tiến hành đi xem chỗ chợ Dương Đông tiếp tục ha, ở bên cái khu vực này. Đây là cái khúc này là chúng ta mới vừa đổ dốc cầu Nguyễn Trung Trực xuống á, rồi nãy mình quẹo phải đó. Thì đây là cơm tấm nè, bánh bao nè, bún chả nè, bán cũng rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng có những cái sạp trái cây. Cái nhà muốn mua trái cây thì cái nhà cái chỗ chợ Dương Đông này nè, là phải nói là trái cây bán đây là ê hề luôn á. Nhà thay hồ mà lựa chọn luôn, táo, xoài, thanh long, bông. Đây là đường mặt cũ nha cả nhà, đường mặt cũ. Buổi sáng thì cái tuyến đường này là tuyến đường ngay chợ, thành ra buổi sáng đông lắm cả nhà. Ngược lại buổi chiều thì tuyến đường này không có xôm chứ không có nhộn nhịp bằng cái tuyến đường chợ đêm ngoài kia. Thiệt ra thì ở ngoài Phú Quốc này á, mình thấy là chỉ có một cái chỗ là bún đạo, bún quậy kiến xay á, là có thể nói lúc nào cũng đông khách thôi. Còn ngoài ra thì những cái chỗ khác mình bán thì mình thấy là cũng khách cũng tới liền ra vô thôi. Mà chỉ có cái mỗi bún quậy đó là cái đặc trưng của nơi đây đó. Hình như mình nhớ là năm trước mình quay bún quậy kiến xay là tầm 60-65 ngàn tô gì đó mình quên rồi. Năm nay thì mình không biết bao nhiêu. Đây cũng là cái tuyến đường mà mình đi đến cái nhà nghỉ mà Như Mây, mà có view biển mà chỉ có giá 270 ngàn. Mà mình có giới thiệu với cái nhà vào clip vài bữa trước á. Thì đây cũng là cái tuyến đường mà chúng ta đi đến đó, rất là gần chợ luôn, cách chợ chắc khoảng là trên dưới 1 km thôi. Đó, đường mặt cũ, nhà thấy trái cây bán rất là nhiều không ạ, với rau nè, chỉ
chuyện mưa nữa. Thì cũng chia sẻ luôn với cái nhà về cái khu vực mà cái thời điểm này là đầu tháng 4 á, cái khu vực mà ở dưới phía nam á, là khu vực phường An Thới á, là ở dưới rất là hay mưa luôn cả nhà. Mà sau khi mà mình đã ở ba ngày hai đêm rồi thì mình cảm giác được là ở dưới phường An Thới á, nó nằm ở dưới mũi á, của Phú Quốc á, nó mưa hoài luôn. Nhưng mà khúc trên đây thì nó đỡ hơn tí, là nằm ở phía tây. Đường này là đường Trần Phú nè. Đường Trần Phú thì chỉ đông có một cái khúc này thôi, nhưng mà mình sẽ quẹo qua bên kia để chia sẻ với cái nhà ha. Tại vì bên khúc này là cái khúc nó hơi dạt xa chợ một tí rồi nè, thành ra là quang cảnh mua bán không còn đông được nhiều. Mình sẽ quẹo lại. Phải nói ở Hà Tiên cũng như là Phú Quốc hình như người ta thích ăn chuối lắm cả nhà. Mình thấy những chỗ bán trái cây á, bán chuối nhiều ghê luôn á. Chúng ta đang chạy cũng vào bên trong chợ Dương Đông, nhưng mà cái khúc khu vực này là nằm ở khúc mép ngoài nha cả nhà. Cả nhà thấy trái cây không? Rất là nhiều luôn. Khu vực này bán bông nữa. Cũng có bán đồ ăn. Đây cũng là đường Trần Phú nha cả nhà, đường chợ. Cá lóc hết. Chúng ta chạy trực tiếp vào trong chợ Dương Đông luôn nè cả nhà. Rạch Ông Trì. Rồi chúng ta vô ngay chợ cá luôn. Mực tươi sống nè. Cá nè. Cái này thì mình đi, chỉ có mình đi bộ mình mới chia sẻ với cái nhà chi tiết về những cái hải sản ở đây thôi, chứ mà bây giờ mình đi xe nhưng mà thì nó hơi khó nè, mình không dừng lại được, dừng lại chiếc xe sau sẽ mất kèn mình. Đây cái đường chợ thì nó hơi chật, cá bớp nè, tôm nè, mực nè. Ồ, đúng là chợ Dương Đông này quá là đông vui luôn. Khu vực này bán khô nè cả nhà. Hải sản tươi sống. Chợ Dương Đông này phải đi bộ mới quay kỹ được cả nhà. Chứ mà đi xe là hơi thua. Nhưng mà cả nhà như vậy thì cả nhà cũng cảm nhận được cái độ náo nhiệt ở tại khu chợ hải sản này đúng không?
khu chợ Dương Đông này khá là dài cả nhà. Chúng ta tới khu vực bán rau rồi. Con một mình con này ngồi bán cá như được luôn. À không phải một mình con này. Một có 70-80 ngàn ký rồi cái này. Hải sản tươi sống rồi cái này, dẹ nè. Ở đây thật sự là nó rẻ hơn những gì mình nghĩ rất là nhiều, chỉ có 70-80 ngàn một ký thôi, còn mực tươi rối luôn cả nhà. Đúng là đồ hải sản ở đây quá rẻ luôn. Trái cây hay là những cái khác thì bán cũng giá cũng phải chăng thôi. Đó, chúng ta dưới dốc cầu Nguyễn Trung Trực thôi. Rau, trái cây. Sầu tượng, sầu riêng, bơ. Khu vực này làm cho mình nhớ là giống như khu vực ở chợ Cái Răng ấy cả nhà. Ở Cần Thơ ấy, tự tựa như vậy. Tao ra bên hông đường Nguyễn Trung Trực rồi. Ồ. Hay quá. Vậy chắc là mình sẽ kết thúc video ở đây thôi nha cả nhà. Thực sự thì mình quá ấn tượng về chợ Dương Đông luôn. Đây là một cái ngôi chợ phải nói là bán hải sản rất là nhiều, giá rất là phải chăng luôn. Thêm một cái nữa là cả nhà thấy được cái toàn cảnh ở tại thành phố Phú Quốc, ở khu vực phường Dương Tơ và phường Dương Đông, hay phải nói là phường Dương Đông là tập trung ở tại điểm nhấn ở tại thành phố Phú Quốc, thì là cả nhà cũng đã cảm nhận được về cái quan cảnh mua bán của người dân ở tại thành phố Phú Quốc, phải không ạ? Như thế nào phải không ạ? Cũng như là những cái đoạn đường ra sao. Thì đó là những gì muốn chia sẻ với cả nhà trong cái chuyến hành trình khám phá Phú Quốc ngày hôm nay, ngày 2 tháng 4 năm 2022. Lần nữa thì cảm ơn anh chị em, cô chú bác đã bỏ thời gian theo dõi video của Cương Nhật Minh. Cương Nhật Minh chúc anh chị em, cô chú bác luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Cương Nhật Minh chào cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ và có nhiều kinh nghiệm khi xem video của mình ạ.